bầu xanh thăng lên cây cùng. Nguyễn Duy Tiên, trưởng ban chủ sự của đền Phủ Nhang,
lên thắp hương và lễ thánh và diễn văn khai mạc. Xin trân trọng kính mời họ. Miêu Tá Công, kính lạy anh linh các bách thần được phụng sự tại đền Thiên Biên. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà và toàn thể nhân dân, được sự nhất trí của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban quản lý di tích lịch sử đền chùa xã Hải Thanh, trong niềm không khí vui tươi phấn khởi của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đã và đang đưa lập thành tích cao nhất trên các mặt trận kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng để chào mừng 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Hòa chung trong không khí đó, hôm nay đền Thiên Biên tổ chức ngày hủy kỳ Thành Hoàng Làng và ra mắt đội chống hội và nghi lễ đền Thiên Biên. Kính thưa quý vị, Thiên Biên cổ tự và đền thờ Triệu Quang Phục là quần thể công trình kiến trúc có lịch sử văn hóa tâm linh lâu đời, bao gồm chùa Thiên Biên và đền thờ Quốc Vương Triệu Quang Phục, tức Triệu Việt Vương. Toàn thể công trình kiến trúc cổ này được các bậc tiền nhân khởi dựng từ đầu thế kỷ 17 đã để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh, linh thiêng gắn liền với cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Kính thưa quý vị, ngôi đền thờ Đức Quốc Vương Triệu Quang Phục được phối thờ Đức Thành Hoàng Làng Miêu Tá Công tương truyền. Khi An Phủ Sứ Vũ Duy Hòa từ Hải Dương đến đất Cẩm Hà Trang lập nghiệp, luôn phải gặp những thiên nhiên khắc nghiệt, sóng to, gió lớn của Biển Đông. Ông cùng với người dân Cẩm Hà Trang lập các đền, chùa, thờ các thủy thần như Triệu Việt Vương, Tống Thái Hậu để làm chỗ dựa tinh thần cho nhân dân chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt. Bên cạnh đó, ông còn rước chân nhang của tổ Miêu Tá Công về thờ tại đền Đô xã Hải Phúc, cảm tạ trước công lao của tổ Miêu Tá Công đối với dân làng, nên sau khi xây dựng đền chùa Thiên Biên, dân làng đã rước chân nhang của tổ Miêu Tá Công ở đền Đô về lập Thành Hoàng Làng. Tổ Miêu Tá Công tên thật là Vũ Miêu Tá, quê ở làng Mộ Trạch, huyện Đường An, phủ Hạ Hồng, trấn Hải Dương, nay là xã Tân Hồng, huyện Cẩm Bình, tỉnh Hải Dương. Ông sinh trưởng trong một gia đình nho giáo thời vua Trần Thái Tông. Cha của ông là Vũ Vi Phủ, tức Vũ Lạc, từng đỗ khoa Tam giáo đời vua Trần Thái Tông, niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình 16 vào năm 1247. Được sự dạy bảo ân cần của người cha, lớn lên ông trở thành người thông minh tài giỏi. Đến đời vua Trần Anh Tông, niên hiệu Hưng Long 12 1304, ông đậu thái học sinh và được triều đình trọng dụng. Ông cùng với người em trai là Vũ Hán Bi, cả hai đều đỗ tiến sĩ đồng khoa năm Giáp Thìn 1304.
Ông đã từng giữ chức nhận hành nội khiển môn hạ Hữu Thị Lan. So với Bích Thời bây giờ thì ông tương đương với Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Khi làm quan, ông sống nhân từ, hết lòng vì dân, vì nước. Do vậy, sau khi qua đời, ở nhiều nơi trong nước đã lập đền thờ ông, trong đó có đền Thiên Biên xã Hải Thanh, và được các cụ bô lão và toàn dân trong làng chọn tháng 6 là ngày quý kỵ của Đức Thành Bàn Làng. Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể các vị quý khách, thể theo nguyện vọng của nhân dân cùng các chân nhang đệ tử của đền, được sự đồng lòng và quyết tâm của ban trị sự đền Thiên Biên, được sự nhất trí của chính quyền và các ban và ban quản lý di tích lịch sử xã Hải Thanh, đền Thiên Biên tổ chức ngày chức thành lập đội trống và nghi lễ của đền, nhằm phục vụ các ngày lễ hội của đền và phục vụ những ngày lễ của xã huyện. Quá trình vận động đến ngày 16 tháng 9 năm 2021, phiên họp đầu tiên của hội đã vận động được 40 hội viên tham gia. Đội trống đã thông qua quy chế hoạt động và bầu ban lãnh đạo và đi vào tập luyện. Đội trống đã sắm sửa 5 quả trống to, 8 quả trống nhỏ, thanh la, lạc bạc, xe, y phục và nhà kho để trống và nhiều công việc khác với tổng kinh phí gần 350 triệu đồng. Ban trị sự của đền đã thành lập ban vận động với tấm lòng hảo tâm của các quý khách thập phương và các chân nhang đệ tử của đền. Đến ngày 15 tháng 7 năm 2022, tức ngày 17 tháng 6 năm Nhâm Dần, đã phát tâm công đức của toàn dân cũng như các quý khách gần xa được gần 200 triệu đồng. Đến nay, đội trống và nghi lễ đã đi vào hoạt động, có nề nếp và các hội viên vui mừng, phấn khởi, hăng say tập luyện. Ban trị sự đền rất mong sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để hội đi vào hoạt động ngày hiệu quả và tốt hơn. Tôi thay mặt cho hội trống và nghi lễ của đền tuyên bố lễ ra mắt đội trống và nghi lễ đền Thiên Biên xã Hải Thanh. Xin chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể nhân dân mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Mở đầu chương trình lễ dân hương, lễ thánh, tôi xin trân trọng kính mời đoàn đại biểu, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cán bộ và các cán bộ công nhân viên các ban ngành đoàn thể của xã Hải Thanh do ông Nguyễn Duy Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã làm trưởng đoàn, xin mời đoàn lên dân hương lễ thánh. Thánh 1 phút kiêng ngưỡng bắt đầu. Xin mời đoàn về vị trí để dựng ở đấy. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời đoàn của ban thường trực hội bảo vệ và phát huy di sản tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của huyện Hải Hậu do ông Bùi Đức Hiền, phó chủ tịch hội làm trưởng đoàn lên thắp hương dâng hoa kính bái thánh. Xin mời đoàn về vị trí để dự lễ. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời đoàn
các đình đền phía đông Hải Hậu gồm Hải Phúc, Hải Lộc, Hải Hà, Hải Nam có 8 đền, do ông Lê Văn Hải làm trưởng đoàn nên dâng hoa và hương lễ thánh, xin kính mời. Xin đoàn dành 1 phút để chiêm bái các thánh, 1 phút bắt đầu. Một phút để hết, xin mời đoàn về để dự lễ. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu gồm các đồng chí bí thư và trưởng xóm của các xóm trong xã về trước cờ đèn dâng hương hoa lễ thánh, xin kính mời. Một phút để chiêm bái thánh, một phút bắt đầu. Một phút đã hết, xin mời các đại biểu ngồi dựng đấy. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời đoàn các cái dòng họ, ban thường trực các cái dòng họ đã được mời về trước cửa đền để dâng hương lễ thánh, xin kính mời. Xin đoàn dành 1 phút chiêm bái thánh, 1 phút bắt đầu. 1 phút đã hết, xin mời các vị đại biểu về dự lễ. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin mời các con nhà tài trợ và các cái gia đình đã tài trợ cho đội trống về trước đèn để thắp hoa, gồm có gia đình bà Trần Lê Vân Hà Nội, gia đình ông Thọ và bà Thanh ở khu 2 thị trấn Yên Định, gia đình anh Phạm Hoàng Nam ở Hà Nội và một số gia đình khác, xin mời về trước cửa đền thắp hương bái thánh. Xin mời đoàn về hành lang. Chương trình dâng hương hoa lễ thánh xin tạm dừng ở đây. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời các nhà tài trợ lên kéo vải để chuẩn bị khai cống. Xin kính mời bà Lê Thị Hải, Trần Lê Hải Vân ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, ông bà Thọ Thanh ở khu 2 thị trấn Yên Định, ông Phạm Hoàng Nam ở thành phố Hà Nội nên kéo vải để chuẩn bị khai cống, xin mời.
Thank you.
Vâng, xin cảm ơn hai nhà tài trợ. Chúng tôi xin trân trọng kính mời cậu Vũ Thái Bình, nghệ nhân ưu tú, Phó Chủ tịch Hội Di sản Tín ngưỡng thờ mẫu tỉnh Nam Định, Chủ tịch Hội Di sản Tín ngưỡng thờ mẫu huyện Hải Hậu và ông Điện Đặng Đình Mậu, Phó Chủ tịch Hội nên tặng hoa và quà cho đôi chống. Xin mời ông Luông và ông Hân nên tặng hoa và quà. Xin kính mời. Xin cảm ơn cậu Vũ Thanh Bình và ông Đặng Đình Mộng đã tặng hoa và đồng viên đồng trống. Xin mời các vị về. Chương trình đồng diễn của hội chống chúng tôi đến đây đã kết thúc. Xin đề nghị các quý vị đại biểu cùng quý khách ủng hộ một tràng pháo tay thật giòn giã để chúc mừng đồng trống. Ban tổ chức chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Xin đại diện chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh vào. Đứng dậy, đứng dậy cho cả vào. Vâng, xin cảm ơn. Hôm nay đoàn thể của hội người cao tuổi xã Hải Thanh chúng con nhân ngày kỷ Đức Thành Hoàng, chúng con xin thay mặt cho hội người cao tuổi cũng như toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã kính dâng tuần tế nhân ngày lễ thánh Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Sau đây toàn thể bắt đầu. Nội ngoại túc kính, nội động thành.
bồi tế viên tự vị. Quan tây quan tây thuê cần thượng hương yeah.